clip Tion chắc hơi bị nhiều đúng không? Nên biết Tion liền. Xin chào, Tion đang hướng dẫn cho mấy bạn này trở thành người cá ở đây. Bạn này thôi hả? Rồi, mấy bạn người cá hỗ trợ cho bạn người cá em của mình là Simba tập luyện nha. Rồi đứng xích xuống, em đứng trên cao vậy luôn hả Mimi? Em muốn làm chị hai hả? Em đứng cao dữ vậy. Đứng xích xuống đi, cho nó dễ chứ không hồi dễ té. Rồi, Simba hôm nay Tion hướng dẫn em tập thở nước căn bản với tập bài khởi động người cá ở trên bờ lẫn dưới nước rồi nha. Lần sau có gặp lại em cũng tập như vậy nha Simba. Là bây giờ em ôm lại cái bài tập khởi động người cá trên bờ nè. Rồi, Mimi làm mẫu. Ba em cùng xem bạn Mimi làm trước. Chỉ có ba động tác thôi nha. Hít hơi vào, làm động tác chân là có, khuỵu gối xuống, nâng eo lên, ưỡn ngực, duỗi thẳng người ra. Động tác thứ ba là thở ra bằng mũi. Ây da, lanh chanh lóc chóc dữ ta. Chắc biết không à? Rồi rồi, em biết rồi, em làm trước nha. Rồi Simba coi bạn có đúng không nè. Nâng tay lên mà. Nè, nè coi bạn nè Simba. Hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi sao nữa? Rồi thở ra bằng mũi. Quá giỏi quá vậy. Rồi em làm thử coi Simba coi bạn này đúng không. Hả miệng ra, hít hơi vào. Ok. Sai rồi. Cái mông bạn nói gì nè mấy bạn? Bạn làm con rắn hả? Em làm đúng. Rồi tới Mimi. Coi Mimi nè. Mimi làm nha. Nè Mimi nè nha. Một. Làm sao bay tới đây luôn vậy? Biết sao không? Bạn ấy ưỡn ngực đúng cái ngực nó trường ra phía trước á, nên bạn ấy có cái lực mạnh quá. Làm từ từ thôi, tập từ từ nhẹ nhẹ thôi. Tập cái bay xuống đây xuống trúng Tion luôn à. Rồi bạn thay miệng này làm tốt quá rồi, cho bạn xuống đi. Rồi. Em chưa có làm tốt, em làm giống như người cá, không giống người cá, giống con rắn. Rồi em làm tốt lại coi. Nè, Simba nhìn bạn nha. Hả miệng ra hít hơi vào là một. Hạ gối xuống, nâng eo lên, ưỡn ngực ra phía trước. Thở ra bằng mũi. 2, 3, ok, xuống. Rồi, tới phần Simba làm nha. Nâng tay lên. Hạ miệng ra hít hơi vào. Ngậm miệng lại, khuỵu gối xuống, nâng eo lên, ưỡn ngực. Rồi giữ thẳng người lại, thở ra bằng mũi. Thở ra bằng mũi chứ không phải bằng miệng nha. Rồi lại Simba lần nữa. Simba gần tốt rồi. Hạ miệng ra hít hơi vào. Ngậm miệng lại, khuỵu gối xuống, nâng eo lên, ưỡn ngực, giữ thẳng người ra lại, thở ra bằng mũi. Thở ra bằng miệng nữa hả? Thở ra bằng mũi nha. Bạn Simba gần đúng rồi. Cố gắng nha Simba. Không phải đâu, Simba bị cát vô trong quần đúng không? Cát vô trong quần không sao. Ngồi xuống nước. Nè, cát dính mấy hộp cát trong này nè. Em đâu có bị gì đâu. Bạn ấy làm cát vô nhiều quá à. Rồi tập lại đúng đi rồi Tion lấy cát ra cho. 1, 2, 3. Hả miệng ra hít hơi vào. Khuỵu gối nâng eo lên, duỗi thẳng ngực lên. Thở ra bằng mũi. 3, 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Em làm xong động tác chân là em duỗi người ra lại rồi, em được quyền thở ra bằng mũi rồi đúng không? Giỏi quá à, Simba rất là giỏi. Rồi như vậy là hôm nay Simba chỉ tập nhiêu đây thôi. Rồi các bạn vỗ tay khen Simba đi. Quá hay. Rồi bây giờ Simba xuống nước tập làm quen lại với nước. Với Tion lấy cát ra quần giùm bạn Simba.